Ok, xin chào tất cả mọi người ạ. Có ai nhìn thấy em không ạ? Em đã nhìn thấy một chị thả tim cho em rồi nè. Rồi ok, lên hàng đi chứ chị ơi, lên hàng đi nào. Lên với em đi nào, hôm nay em vừa bán vừa tặng nhá. Xả tất cả cửa hàng luôn. Với điều kiện, chỉ với điều kiện là kết bạn Facebook với em. Kết bạn Facebook với em, theo dõi Facebook của em và chia sẻ live stream vậy thôi ạ. Rồi em chào chị Đào Hồng, chào chị Hằng Ola. Lại like 49199. À tí nhiều. Dạ vâng chị Đỗ Thị Lan Anh ơi, tại vì là em like cho nó hết cái chỗ hàng cũ này đi để mấy hôm nữa về hàng mới chị yêu ạ. Thế nên là hôm nay like hết 49199. Hôm nay sẽ tặng quà không giới hạn cho mọi người nhá. Với điều kiện là lên 100 người xem cho em đi nào. Lên 100 người xem cho em luôn đi nào. Em sẽ tặng, hôm nay em sẽ tặng một đôi tông nhá. Thích thế. Nào, cho em xin một chia sẻ nào các tình yêu ơi, cho em xin một chia sẻ nào. Để em lên tặng luôn cho các chị yêu, cho bọc zoom nha. Tặng quà luôn cho các chị yêu nào. Nào, tặng quà không giới hạn cho chị yêu nào. Chia sẻ cho em 10 lần vào trang nhóm nào. Chị nào tự tin đã chia sẻ cho em 10 lần vào trang nhóm thì cho em xin chữ đã chia sẻ 10 lần nào. Chị nào chia sẻ nhiều nhất là tặng luôn chị đấy nào. Hồng dép 49.038 cho chị. Ok chị Tâm Thanh Hòa. Nào bật ít nhạc lên đi mày ơi, bật ít nhạc bài đã chị tôi nhung trước đi. Kệ đi. Ok nào mọi người ơi, bạn nào đã chia sẻ cho comment cho em đã chia sẻ để em tặng quà nào các chị yêu ơi. Comment cho em đã chia sẻ để em tặng quà không giới hạn nào. Hôm nay tặng quà không đồng nha các chị yêu ơi, tặng không đồng. Và các chị yêu chỉ phải trả tiền ship cho em thôi nhá. Chỉ phải trả tiền ship 15.000 tiền ship thôi ạ. 10 tiền ship là 15.000 thôi. Chỉ phải trả tiền ship là 15.000 cho em thôi. Chào chị đổi cho em chưa? Hoàng Tiểu Linh ơi. Ok, tí nữa chị sẽ ok chị chưa đổi tại vì chưa có thời gian. Gửi cho chị đi rồi chị sẽ đổi nhá. Gửi cho chị, gửi hàng về cho chị đi nào. Nào các chị yêu ơi, là bạn nào đã chia sẻ đi nào. Bạn nào đã chia sẻ comment cho em chị đã chia sẻ nào. Comment đã chia sẻ cho em nào. Comment đã chia sẻ cho em đi nào để tặng quà luôn cho các tình yêu này. Tặng quà luôn nào. Tặng quà luôn cho nó zoom nhá. Đã chia sẻ, bạn nào tự tin rằng mình đã chia sẻ trên 10 lần vào cho các trang nhóm thì comment cho em đã chia sẻ nào để em tặng quà luôn nào. Đã chia sẻ nào, chỉ cần đã chia sẻ nào. Và hệ thống và bên em kiểm tra đã chia sẻ một cái là ăn luôn quà luôn nhá. Và chỉ phải trả 15.000 tiền ship thôi ạ. Trả cho em 15.000 tiền ship nha các chị yêu nhá. Đã chia sẻ 21 nhóm, ok cảm ơn mọi người. Nào, bạn nào đã chia sẻ nào. Ok, lên 100 người xem nào, em lên quà luôn nha. Lên quà luôn cho các chị yêu nào. Lên quà luôn cho các chị yêu rồi, ok. Mày đi, mày lấy cái dầu vãi. Nào, ok các chị yêu, 120, 133 rồi, rồi ok nhá. Ok, lên quà tặng cho các chị yêu nào. Lên quà tặng cho các chị yêu, chỉ cần các chị yêu chia sẻ thôi ạ. Chia sẻ cho các em thôi ạ. Và kiểm tra đi nàng, ok các tình yêu. Rồi, lên một mã dép ạ. Một mã dép, các chị đã nhìn rõ chưa? Đây nha các chị yêu này. Ok chưa? Đấy. Dép nhá. Hôm nay em sẽ tặng một mã này rất xinh này. Có cái viên đá ở đây nhá. Ok chưa? Ok chưa? Rồi nào, chị yêu nào thích mã dép này? Chị yêu nào thích mã dép này? Chị yêu nào thích mã dép này thì hãy ok, em sẽ bắt đầu tặng quà nhá, sẽ tặng cho 5 chị đầu tiên. Tặng luôn cho 5 chị nào. Ok, nào chị nào nào. Ok, tặng cho chị bé Phương luôn nhá. Chị... Rồi bắt đầu mọi người comment sai nào. Comment sai để em nhặt cho các chị yêu nào. Bắt đầu comment sai nhá nào. Comment cho em là không đồng kèm sai kèm số điện thoại nào. Chị nào đã chia sẻ thì comment cho em không đồng kèm sai kèm số điện thoại nào. Đã chia sẻ rồi thì hãy comment cho em không đồng kèm sai kèm số điện thoại cho em nào. Mệt quá. Ok mọi người, 184 người rồi, 195 rồi. Ok chia sẻ lên 300 người xem cho em đi nào. Bạn nào đã chia sẻ rồi comment cho em không đồng kèm sai kèm số điện thoại ạ. Không đồng nha các chị yêu nha. Không đồng. Không đồng kèm sai kèm số điện thoại cho em nào. Nặng ơi chán.
Rồi ok nào, tôi sẽ lại rất là xinh nhá. Và bạn nào đi đi size 37 thì lấy 38. Đi 38 lấy 39 cho em, bởi vì form của nó hơi bị chật. Form của dép này hơi nhỏ hơn một size. Đi 37 lấy 38, đi 38 lấy 39. Rồi, không đồng kèm size kèm số điện thoại cho em nào. Không đồng kèm size kèm số điện thoại cho em nào. Không đồng kèm size kèm số điện thoại cho em nào. Ok, chắc cho chị Johnny Thu một đôi 38. Thế thì Johnny Thu số điện thoại. Số điện thoại này 01 01686 972 111. Chị Johnny Thu đã chia sẻ chưa? Chị Johnny Thu đã chia sẻ chưa? Size 38. Ok, Johnny Thu này. Ok, cho chị Bé Phương 1337. Bé Phương 1337. Bé Phương 0969. Rồi, không đồng các chị yêu nha. Không đồng, không đồng và không đồng với điều kiện chia sẻ cho em thôi ạ. 0969 515 939. Ok chưa ạ? Không đồng nào, chia sẻ lên 300 người xem cho em đi nào. 300 người xem cho em đi nào. 300 người xem cho em nào. Ok, không đồng. Không đồng cho em nào, không đồng cho em nào. Không đồng cho em là các tình yêu ơi, không đồng cho em nhá. Không đồng cho em nhá, chỉ chị nào chia sẻ em mới tặng quà. Chia sẻ trên 10 nhóm và trên 10 lần cho em nào. Ok, trên 10 nhóm, trên 10 lần cho em nào. Chị nào đã chia sẻ comment, chị đã chia sẻ cho em nào để em còn biết nhá. Chị nào không chia sẻ thì sẽ không nhận quà nhá các chị yêu nhá, không chia sẻ không nhận quà. Rồi, Lê Thị Trang 1 đôi 37. Lê Thị Trang 1 đôi 37. 0966 035 927. Ok, Lê Thị Trang. Vân Thị Thu Lâm 1 đôi 39. Ok. Rồi ok các chị yêu ơi, mấy người rồi? 5 người rồi đúng không? Ok, 4 người à? Ok, thêm một đôi nữa nha. Thêm một đôi nữa cho chị nào nào. Mọi người ơi, chia sẻ lên 300 người xem cho em đi nào. Chia comment cho em không đồng kèm size kèm số điện thoại đi nào. Em không nhìn thấy comment của các chị. Thế bình thôi. Em không nhìn thấy comment của các chị. Các chị ơi, các chị đâu rồi ạ? Không nhìn thấy comment của các chị. Không nhìn thấy comment của các chị. Chỉ nhìn thấy comment của mấy người quanh đi quẩn lại thôi. Không nhìn thấy comment của các chị. Các chị ơi, chia sẻ đi nào. Chia sẻ để em nhìn thấy comment của các chị nào bị ẩn hết comment rồi. Chỉ nhìn thấy của Vân Thị Thu Lâm này, của Johnny Thu này, với cả của Bé Phương này. Quanh đi quẩn lại vài comment thôi. Các chị yêu ơi, bạn nào mà bị ẩn comment vào chia sẻ và like cho em đi nào. Để không bị ẩn comment nào các chị yêu ơi. Vào thả tim cho em đi nào. À quên, thả tim. Vào chia sẻ cho em đi nào để cho không bị ẩn comment nào. Không nhìn thấy comment của ai hết. Rồi, chị nào yêu mã này nữa nào. Yêu mã này thì comment cho em không đồng kèm size kèm số điện thoại nhá. Và chỉ phải trả cho em 15.000 tiền cước thôi ạ. Chỉ trả cho em 15.000 tiền cước nhá. Trả cho em 15.000 tiền cước cho em ạ. Trả cho em 15.000 tiền cước cho em nào. Cho tao mở cái điện thoại của mày. Rồi, cho trả cho em 15.000 tiền cước. Rồi, trả cho em 15.000 tiền cước nhá. Để em vào xem bạn nào đã chia sẻ nào. Bạn nào mà không chia sẻ thì sẽ không được quà luôn. Úi dồi, con này. Vào Facebook đi. Nào, chỉ được mấy bạn quanh đi của lại nào. Không đồng kèm sai kèm số điện thoại cho em rồi. Ok, bé ngốc à? Cho bé ngốc. Bé ngốc đưa đây, đưa tao tìm cho. Đưa đây mày viết đi. Bé ngốc này. 09012 012 085 37473. Sai bao nhiêu anh? Sai 35. Rồi, không đồng kèm size kèm số điện thoại cho em nào. Không đồng kèm size kèm số điện thoại cho em nào. Thôi, bé ngốc gạch đi, bé ngốc không chia sẻ. Gạch bé ngốc đi, bé ngốc không chia sẻ. Gạch của bé ngốc đi nha. Bạn bé ngốc không chia sẻ này. Không chia sẻ nha. Ok chưa ạ? Không thấy có chia sẻ. Rồi ok, chia sẻ để chế độ công khai cho em nha. Rồi em kiểm tra thêm một bạn nữa xem nào. Mọi người ơi, em chưa không bao giờ em kiểm tra mọi người đâu, nhưng mà hôm nay em thấy chị Lê Thị Trang rồi. Lê Thị Trang có một đôi rồi, chị Lê Thị Trang ơi. Của chị có rồi nhá. Rồi, nhưng hôm nay em chẳng may mà chia sẻ thôi này. Đọc của Johnny Thu đi xem. 016 0168 rồi. 697 214 697 211111. Không được. 0168 697 2111. 016 gì? 8. Từ từ. 697 0168 697 697 rồi. 2111 211. Chia sẻ cho em để chế độ công khai cho em nhá. Các tình yêu để chế độ công khai nhá. Không tìm thấy chị Johnny Thu. Thôi vậy. 0969 15515 939. Ok chưa các tình yêu ơi, ok chưa?
Ok chưa, để em lên mã khác nhá. Lên mã khác cho các chị yêu nhá, lên mã khác nhá. Rồi ok, em sẽ qua mã này. Qua mã này nha các chị yêu ơi. Qua mã này cho em nào, xem có bạn nào nào. Mã này sẽ là của chị Juni Thu 1 đôi 38 này. Bé Phương 1 đôi 37, Lê Thị Trang 1 đôi 37, chị Vân Thị Thu Lâm 1 đôi 39 nhá. Bé Phương không chia sẻ này. À bé Ngốc không chia sẻ. Chị xem lại, chị không xem lại nữa đâu, chị chỉ xem một lần thôi, không chia sẻ, chị đã cho mọi người xem rồi. Rồi em sẽ lên hàng đầu tiên nha, lên mã đầu tiên. Sẽ lên mã đầu tiên cho các chị này. Lên mã đầu tiên 99.000 cho các chị yêu nha. Lên mã đầu tiên 99.000 cho các chị này. Mã đầu tiên cho em nha. Bé Ngốc ơi, biết là sợ trong hội nhưng mà cái điều quan trọng là em phải chia sẻ lên trang cá nhân cho chị nhá. Thì chị mới biết được là em có chia sẻ hay không. Em chia sẻ không được gì hết à. Lê Mai ơi, sao bây giờ mới nhìn thấy comment của Lê Mai? Bây giờ mới nhìn thấy được comment của Lê Mai này mọi người ơi. Chị nào chứ em chưa nhìn thấy comment của mọi người. Ui bây giờ mới nhìn thấy mọi người hiện lên nhiều quá này. Nguyệt An này. Bây giờ mới nhìn thấy này. Bây giờ mới nhìn thấy của mọi người nhá mọi người ơi. Mọi người hãy chia sẻ cho em để không bị ẩn comment nào. Tôi hôm qua chưa gọi chốt à chị? Gọi chốt của Đào Hiệp quên mất, của Đào Hiệp. Đào Hiệp ơi, tí nữa gọi chốt lại cho Đào Hiệp nha. Đào Hiệp có một đôi cao gót nhưng mà quên mất. Rồi đôi này mã 01 size 30. Mã 01 mã 01 size 38. Mã 01 size 38 ạ. Mã 01 size 38 sờ chất sướng luôn nhá các chị ơi. Sờ chất sướng lắm luôn ý ạ. Sờ chất cực kỳ sướng nhá nào. Mã 01 size 38 99.000. Mã 01 size 38 99.000. Em thấy Nguyễn Nhi nhá. Thấy Hoàng Tiểu Linh này, thấy Hoàng Tiểu Linh rồi. Bây giờ mới thấy mọi người hiện lên rất là nhiều luôn. Thấy Ngô Hồng này, thấy Cá Heo này. Mọi người ơi, ai mà em chưa nhìn thấy mọi người thì mọi người hãy chia sẻ cho em để em nhìn thấy mọi người nhá. Và với điều kiện là hãy chia sẻ, chỉ cần chia sẻ thôi. Em không cần điều kiện gì, chỉ cần chia sẻ cho em thôi là được. Mã 0199 nào. Mã 0199.000 size 38 nhá. Hôm nay em sẽ có cả 0 đồng, có cả 49 và có cả 99 và có cả 70, 80 nữa. Có rất là nhiều hàng luôn. Và tầm nửa tiếng nữa lại lên hàng tặng tiếp nha các chị ơi. Nửa tiếng nữa lại lên hàng tặng tiếp nha. Rồi, mã 01 size 38. 01 size 38, mã này cực kỳ xích. 01 size 38 này. Tiếp tục nha các chị nha, chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Ui tôi cầm 2 bút làm gì. Đây này. Rồi ok. Size 35. Size 35 mã 02 cho em nào. Size 35 mã 02 ạ. Size 35 mã 02. Size 35 mã 02. Thấy chị Thanh Phan nhá. Size 35 mã 02 ạ. Size 35 mã 02. Bị ẩn là không đọc được nữa mà chị. Chị không biết đâu, bây giờ bắt đầu mới hiện lên hay là bị comment chậm hay sao ấy, chị không biết. Nhưng mà mọi người hãy chia sẻ để không bị ẩn comment nhá. Mã 02 size 35. Mã 02 size 35 cực kỳ xinh nhá. Ôi bị xinh luôn. Mã 02 size 35 cho em nào. Mã 02 size 35 cho em nào. Mã 02 size 35 ạ. Mã 02 size 35. Đấy, lên mã đấy đi. Mã 02 size 35. 01 của Thơm Hồng. Giá là 99.000 ạ. Thơm Hồng 01626. 01 của Thơm Hồng 01626. 590044. Thấy Phương Thảo nha. 99.000 ạ. Cao nhất là 99.000 nhá. 01 em hết này, 01 em hết này. Em sang cái mã này là mã size 36. Size 36 này cái này chân mẫu các chị ơi. Chân mẫu cái hình nơ này nó bị gì nhỉ? Gọi là bị bẩn ý, gọi là bị bẩn. Mọi người về đánh sạch cho em cả nhá, đánh sạch cho em bán 80.000 đôi này. Bán 80.000 đôi này mã 80 size 36. 80.000 đôi này mã 80 size 36. 80.000 mã 80 size 36 ạ. Mã 80 size 36 ạ. Mã 80 size 36. Mã 80 size 36. Mã 80 size 36. 80.000 mới biết ra ngoài 80.000 luôn không quên. Mã 80 size 36. Em ở Thanh Mai, Thanh Mai Hà Nội nhá. Có dép với chị ơi, chờ em cái gì em cũng lên nhá. Chia sẻ cho em lên 300 người xem đi nào. Từ hôm qua chẳng được đôi nào. Rồi ok, sẽ có quạ sẽ có nhá. Nàng nhá, không đồng em chưa hết bán không đồng rồi nhá. Nửa tiếng nữa em sẽ quay lại bán không đồng tiếp nhá các chị yêu nhá. Nửa tiếng nữa em sẽ quay lại bán không đồng tiếp các chị yêu nhá. Nửa tiếng nữa em sẽ quay lại bán không đồng tiếp. Và bây giờ các chị yêu, bạn nào mà không mua hàng thì hãy ở lại xem cho em và chia sẻ cho em. Bạn nào mua hàng thì hãy comment cho em nhá. Đôi đỏ này hôm qua gửi cho mình chưa? Chị Thúy Hương ơi, em đã gọi điện cho tất cả các chị rồi. Bạn nào mà có đơn thì em đã gửi hết rồi ạ. Bạn nào mà đã được gọi điện là có nghĩa là gửi đi rồi ạ. Rồi, mã 80 size 36. Mã 80 size 36 này. Mã 80 size 36. Mã 80 size 36.
Hello chị Thanh Vân. Hello chị Thanh Vân nhá. Rồi ok, thấy chị Minh Quang này. Rồi ok, tiếp lên một đôi màu vàng pha nâu này rất là xinh luôn này. Chị yêu tặng em một đôi nào ok, chia sẻ cho chị đi nào, nửa tiếng nữa chị lại lên tặng quà thì lại vào comment tiếp nhá. Rồi một đôi màu vàng, một đôi màu vàng pha nâu quá là xinh luôn. Ok, bạn đặt rồi. Ok, của bạn có rồi mà. Của bạn có rồi nhá. Rồi, một đôi. Một đôi màu vàng pha nâu quá là xinh luôn này. Ui, đôi này xinh thế, đôi này lên chân cực kỳ sáng chân luôn. Size 35. Bạn nào yêu đôi này thì comment cho em mã 03. 03 size 35. 03 size 35 ạ. Em thấy chị Minh Quang nhá mọi người. 03 size 35 này. Thấy chị Nhật Giang đăng rồi nhá. Thấy chị Nhật đăng ạ. 03 size 35 ạ. 03 size 35 cho em nào. Xin chào chị Thúy Trần ạ. 03 size 35 cho em nào. 03 size 35 tối em không like chị yêu ơi. Chị yêu anh thế thôi ơi. Em thấy chị Nhật đăng rồi nhá. Thấy chị Nhật đăng rồi. Bên này. Không, tí nó lên. Vòng bạch kim châu thì nó gọi lại mà. 03. Mã 03 cho em nào. Mã 03 cho em này, cất đi. Mã 03 này. Mọi người ơi, muốn qua mẫu cho em xin một chấm nhá. Ok, tiếp lên dép này. Ok, một đôi dép này xinh quá, hôm qua chưa lên đôi này à. Rồi, một đôi dép màu đỏ. Đôi này size 37, bạn nào lấy đôi này comment cho em mã 05. Mã 05. 05 size 37. Mã 05 size 37. Út út lấy 03. Út út cho số điện thoại đi, út út ơi. Hàng bao lâu nữa đến nơi? Bạn ơi, nếu mà gửi thì tầm 3-4 hôm đến nơi nhá. Thấy thì thu ST này rồi. Mã 04 size 35. 04 size 35. Mã 04 size 35 ạ. Dép mã 04 size 35 99.000 ạ. 99.000 mã này ạ. 99.000 mã này ạ. 99.000 mã này ạ. Đôi vàng nào ạ? Đôi vàng là 99.000 nhá các chị yêu nhá. 99.000 nhá. 03 của chị ở nào đọc chưa? Út út chưa? Chưa có số điện thoại. Út út cho em số điện thoại nào. Rồi mã này mã 05 ạ. Mã dép đỏ này là 05 nhá các chị yêu nhá. 05. Comment mãi không được gọi Phương Thảo. Giá là 99.000 nhá chị Linh Phạm ơi, 99.000. Không có cỡ 39 ạ, cỡ 39 là đôi khác các chị yêu nhá. Rồi, mã 05 cho em nào. Hôm nay mạng làm sao ấy nhỉ? Không có màu đen ạ. 05 nhá các chị yêu nhá, 05 size 30 ạ. 05 size 30. Ơ Nguyệt An sao nó cứ bị nổi lên thế kia nhỉ? Comment từ đầu rồi bây giờ nó mới nổi lên. Đấy là bởi vì không tương tác. 05 size 37. Tiếp tục, một đôi này size 35 nhưng mà chân 37 đi vừa ạ. Size 35 nhưng mà chân 37 mới đi vừa nhá các chị yêu nhá. Chân 37 mới đi vừa, bạn nào lấy đôi này comment cho em mã 06. 06 dép dây 5 phân đi chị. Ok, xong rồi lên dép dây 5 phân nhá. Mã 06, xong rồi lên lấy cái hàng. Út thế là không cho địa chỉ. Út có đơn rồi, cứ để đấy, tí nữa bạn cho. Lấy mấy cái hàng kia đi, mấy cái hàng nhũi nhũi. Rồi, một đôi 06, mã này là mã 06 nhá. 06 số điện thoại của Út kìa. Bởi vì mạng nó chậm ấy, bây giờ nó mới lên. Mã này mã 06 cho em size 38. À size 37. Size 3 cũ á. Ờ 09 35 5 3 8 6 7 6. Mọi người nhiệt tình chia sẻ vào nhóm cho em đi nhá. Nhiệt tình chia sẻ vào nhóm đi nhá. Nhiệt tình chia sẻ vào nhóm cho em đi nào. Nguyễn Thị Thanh Vân lấy 06 này. Nguyễn Thị Thanh Vân này. Nguyễn Thị Thanh Vân này. Ok, lên một đôi dép dây nhá. 06 hết rồi này các chị yêu ơi. 06 hết nhá. Có xăng nan. Đây xăng nan đây mọi người. Đôi này là 150 nhá. Đôi này là 150 ạ. 150 ạ. Đôi này 250 sale còn 150 ạ. Trên thị trường đang bán là với giá là 250 ạ. 06 là 99.000 hết rồi các chị yêu nhá. 06 hết rồi ạ. Mã 06 không có size 34 ạ. Rồi một đôi cao gót xăng nan nhũ này. Đôi này có mã là A1 nhá. Mã A1 này. Mã A1 mã này A1 ạ. A1 mã này nhá các chị yêu ơi. 06 em hết rồi nhá. Bây giờ mới hiện lên 06. Mã này mã A1 có size từ 35 đến 39. Mã này size sẽ bị rộng một form. Nên bạn nào đi 37 thì lên lấy 36. Đi 36 lên lấy 35. Còn là bạn nào mà đi 35 ý, thì về chịu khó phải đục cái quy này ra nhá. Phải đục cái quy này ra thì mới vừa. Ok chưa ạ? Nào comment size cho em nào. Comment size cho em nào. A5 giá của nó là 149.000. Dành cho bạn nào chia sẻ. Dành cho bạn nào chia sẻ có giá là 149.000 ạ. Quá là đẹp luôn. 150.000 cho chị nào chia sẻ nhá. Không có dép 39.000. À size 39 chị như Quỳnh ơi em hết 39 rồi. Rồi giá cho chị nào chia sẻ nào. Giá cho chị nào chia sẻ là 150k. Em thấy chị Nhung Nguyễn nhá. Thấy chị Nhung Nguyễn này. Ok chưa ạ. A1 không có size 34 chị Trần Thu nhá.
đi 35 thì lấy ba, đi 35 lấy 35 thôi. Đỗ Thị Lan Anh một lấy một đôi 35 này. Đỗ Thị Lan Anh một đôi 35. Rồi ok, quá xinh luôn. Út Út một đôi 36. Nằm ném vào đây để tao biết. Ném vào đây. Hết 35 mà. Má này về tận 50 đôi mà hết à? Ok, Đỗ Thị Lan Anh 35 này. Đỗ Thị Lan Anh 35 này, Nguyễn Trang 39. Ok, Nguyễn Trang 39 này. Đưa 39 này. Rồi, mã này là mã A1 cho em nhỉ, 39 à. Nguyễn Trang này. 0163753279. Ok. Em nghe được chị Ngọc Huyền ơi. 35 của chị Lương. Lương Trường Hậu, Hạnh Phúc lấy cho em số điện thoại nhá. A7 mang 37 đây. Huyền Môn lấy 37 cho số điện thoại đây. À số điện thoại, à số điện thoại đây. Mày mang hết cả 37 38 ra đây đi, xong rồi đấy đừng chờ tao đọc đôi nào thì mày mang. Đây là bao nhiêu? 35 của chị Lương Trường Hạnh Phúc này. Lương Trường Hạnh Phúc. 37 đâu? Mang hết ra đây đi. Mấy cái size mà chưa ấy, 36 37. Huyền Moon này 01675533070 này. Ok này. Mã A1 ạ, à, mã A1 nha các chị ơi, mã A1. A1 Lương Trường Hạnh Phúc này. 0909090199301. Không phải 36 mà mã 01 còn không. Mã 01 hết ạ. À. Mã 01 hết chứ chị nhá. Mã này là mã A1 ạ. À. Mã A1. Mã A1 150k. A1 150 ạ. À. A1 150 cho em. A1 150 38 cho chị Đinh Trương này. Mọi người ơi, chia sẻ lên 300 người xem cho em đi nào. 38 cho chị Đinh Trương này. Đinh Trương này 150 thôi ạ. À. Bạn nào chia sẻ giá chỉ còn 150 thôi. 488931. Giá là 150 cho chị nào chia sẻ ạ. À. Giá là 150 cho chị nào chia sẻ nhá. Giá 150 cho chị nào chia sẻ, mã là A1. 150 cho chị nào chia sẻ, mã A1 ạ. 150 cho chị nào chia sẻ, mã A1 nha các chị nha. Quá là xinh luôn này, yêu đôi này đi em thật mọi người nha. Cực kỳ chắc chắn chân luôn. Chị ơi em không lấy đâu, ok. Xả của Đinh Trương này. Xả của Đinh Trương này. Ok, xả của Đinh Trương nha. Xả của Đinh Trương này. Ok, xả hàng của Đinh Trương rồi nha. Rồi, mã A1 nào để em qua mẫu nha. Còn size 35 ạ. À, hết size 35 rồi nha các chị nha. Chỉ còn từ 36 đến 38 để em qua mẫu này. Sang mẫu HM đi. Sang mẫu HM. Sang mẫu HM đi. Mẫu HM còn size bao nhiêu đây rồi? Size nhỏ nhất là 35 nha chị Hải Yến nha Lê nha. Size nhỏ nhất là... Rồi, lên mẫu HM. Mẫu vừa nãy là A1 size. Size là từ 36 đến 39 thôi ạ. Rồi lên một mã HM này chỉ còn 2 đôi. Chỉ còn size bao nhiêu? Chỉ còn 38-39 ạ. Chỉ còn 38-39 ạ. Dành cho 2 đôi này cho chị nào chia sẻ với giá là 99.000 ạ. Dành cho chị nào chia sẻ với giá 99.000 ạ. Dành cho chị nào chia sẻ với giá 99.000 ạ. Mã của đôi này là A2. Em hết giày tây Gucci nhá các chị yêu nhá. Hết giày tây Gucci nhá. Hết giày tây Gucci rồi. Ok, đã chia sẻ, dành cho chị nào đã chia sẻ với giá là 99.000 ạ. Mã A2 cho em nào, A2 cho em. Không có cao gót trong, A2 cho em nào. A2 nhá, chỉ còn size 38 và 39 ạ. Chỉ còn size 38 và 39 HM này. Hơi bị xinh luôn. Chỉ còn 38 và 39. Mã là A2 cho em. A2 39 cho chị Sushi Quỳnh. Sushi Quỳnh. Lấy cái hộp đi. Bỏ hộp ra đây. Hai cái luôn đi. 39 này. 39 cho chị Sushi Huỳnh này. Sushi Huỳnh này, cho đôi này vào đi. Sushi Huỳnh 01697079794. Ok, là đây chị Hạnh Ốc luôn này. Hạnh Ốc này 01697079794. Hết A2. Mã A2 hết nha các chị yêu nhá. Mã A2 hết. Em lên thêm một mã quai trong. Nên quai trong nào. Lên một mã xăng đan quai trong. Hot hit cho các chị nhá. Mã này á, thì cực kỳ hot luôn.
Má này cực kỳ hot luôn. Ok chưa ạ? Má này cực kỳ hot nha. Má này cực kỳ hot này. Ok chưa ạ? Đôi này xinh lắm luôn. Đôi này xinh lắm luôn. Và sang đan nhá. Em khuyên các chị là lên đi lùi một size. Chị nào mà chân 35 bé quá thì đành ngậm ngùi. Đành ngậm ngùi phải đi 35 thôi. Vì ở nhà mình phải chỉnh lại cái dây này cho nó chuẩn vào size của mình là được nhá. Đấy. Rồi. Má quay trong này cực kỳ xinh luôn nhá. Và em đang bán với giá là 180. Em đang bán với giá công khai là 180. Nhưng hôm nay, hôm riêng cái buổi live stream này để tri ân các chị, tri ân cho các chị, em sẽ bán với giá là 130.000. Em sẽ bán với giá 130.000 cho chị nào chia sẻ nhóm cho em. Chỉ bán với giá 130 cho chị nào chia sẻ nhóm cho em. Đọc số điện thoại của Sushi Huỳnh thành của Hạnh Ốc à? Ok, sửa lại này. Sửa lại của Hạnh Ốc cho ta này. Hạnh Ốc 09 0984. Hạnh Ốc đấy. 0984 623 100. Rồi Sushi Huỳnh. Đây rồi, có út rồi. Sushi Huỳnh này, có phải đuôi là 794 không? Bên kia kìa. Đúng không? Ok, đúng rồi. Có ai giống tên Hạnh Ốc không mà thấy bạn ấy đọc số điện thoại khác? Ok mọi người, rồi mã này là mã A4 cho em nhá. Mã A4 cho em nhá. Ok em sửa lại rồi các chị yêu nhá. Mã A2 em hết này. Mã này là mã A3. Bán gì vậy ạ? Em bán giày các chị yêu ơi, bán giày dép nhá. Rồi, mã này là mã A3, 130 cho chị nào chia sẻ này. Chỉ có giá 130 cho chị nào chia sẻ nhá. A3. A3, lưng chừng hạnh phúc A4, em chưa lên hàng A4 chị yêu ơi. Mã này là A3 cho em nhá. Giày thể thao Gucci, không có giày thể thao Gucci nhá bạn nhá. Không có, hết sụp rồi các chị yêu ơi. Hết sụp rồi. Chị Lan Anh lấy 35. Đỗ Thị Lan Anh lấy 35 đưa đây. 35 đâu? Mày phải quay size cho tao chứ mày quay ra đấy thì tao bố tao chả lấy được. Đỗ Thị Lan Anh này. Đỗ Thị Lan Anh một đôi này. Lưng chừng hạnh phúc một đôi 35 này. Lưng chừng hạnh phúc ở đây có 35 à? Hết à? Gì? 35 à? Lưng chừng hạnh phúc này. Hạnh phúc này. Ok này. Thùy Anh một đôi 37 này. Ở đây còn 39 mà. Thùy Anh một đôi 37 này. Minh Đạt Nguyễn lấy A3 size bao nhiêu ạ? Vị đắng của kẹo lấy 37 cho số điện thoại nào. Thùy Vũ Anh lấy 37 cho 35 cho số điện thoại nào. Cho số điện thoại nha các chị ơi, phải cho số điện thoại mới cho được hàng nhá. Thùy Anh này, em có em ở Thanh Mai Hà Nội nha. Thùy Anh cho chị lại số điện thoại nào. Thùy Anh nào, vị đắng của kẹo 37 này. 37 cho số điện thoại nào. Vị đắng của kẹo. Mọi người ơi, phải cho em cả số điện thoại nhá. Cho em lại số điện thoại đi ạ. Em mất hết số điện thoại của mọi người rồi. Vị đắng của kẹo này. Rồi ok, A3 của chị nào chốt được không ạ? A3 của chị nào chốt nữa không? Sushi Huỳnh lấy A3 39 ạ. Ok Sushi Huỳnh này. Sushi Huỳnh này. Sushi Huỳnh này. Vị đắng của kẹo cho em lại số điện thoại nhá. Ok, số điện thoại lại của Thùy Anh này. 0966439349. Đôi này là giá cho chị nào chia sẻ là 130.000. 130 xe 35 đồng. Ok, 35 cho chị bé Phương, Bít Phương này. Bít Phương này. 0167981804. Ok này. Đỗ Thị Lan Anh, số của Đỗ Thị Lan Anh có rồi này, 130k. Minh Đạt Nguyễn lấy A337 cho em số điện thoại nhá. Thùy Vũ Tú lấy A3 size 35 cho em số điện thoại nhá. Chỉ chốt hàng cho chị nào có số điện thoại thì em mới chốt được hàng ạ. Minh Đạt Nguyễn 02, số lại 02 nhỉ. A7 này, A37 này. A7 còn không mày ơi? Minh Đạt Vũ, đây Minh Đạt Nguyễn cho em số của gì đấy ạ? Số máy bàn à? 0273896088. Sáng em báo dồn đơn đôi bệt đài, trước khi gửi thì gọi em lại chốt đơn nhỉ. Em ơi, em báo dồn đơn nhá, thì bây giờ em có đơn nữa thì chị, em chị bảo nhá. Bạn nào mà có đơn mà muốn dồn đơn, không có rời quay hậu. Bạn nào mà muốn dồn đơn thì chỉ cần báo với nhân viên chốt hàng nhà em lại dồn đơn. Xong rồi bạn ý chỉ giữ hàng cho các chị 2 hôm. Trong 2 hôm các chị không giữ hàng, không chọn thêm thì bọn em tự động cho đi hàng. Chứ bọn em không thể nào mà gọi điện cho từng chị một, không thể gọi điện cho từng bạn một báo là đi hàng rồi đâu ạ. Không thể làm như thế được. Bởi vì không có người các chị yêu ạ. Thùy Văn Tây Sai 35 này.
Ok này, Thùy Thùy Văn Tú này. Cái gì? Không, Thùy Văn Tú này. 0935314565. Nên là bọn em sẽ tự động cho đi hàng các chị nhá. Tự động cho đi hàng khi mà các chị không chọn được hàng ạ. Nên là không thể nào mà gọi điện cho từng chị được đâu ạ. Rồi, còn chị nào chốt mã này không để em qua mẫu nhá. Em xin phép qua mẫu này, mã này là mã A3 nhá. Mã A3 có giá là 130. A3 có giá là 130, em ở Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội nhá. Ship sẽ là 30.000 các chị nhá. Ship sẽ là 30.000. Ship sẽ là 30.000 tùy đơn nhá các chị. Rồi lên một mẫu gót ấy đi. Lên một mẫu gót đá đi nào. Em lên một nốt một đôi xăng đan à. Lên một phần xăng đan này xong bắt đầu là lên tiếp một đôi xăng đan. A3 Lý Thu Hương, Lý Hương lấy A3 size bao nhiêu ạ? A3 Lý Hương lấy A3 size bao nhiêu thì comment cho em cả mã cả size nhá. Cả mã cả size nhá chị Lý Hương nhá. Rồi ok chưa ạ? Hôm qua gửi chị chưa cả bốn đôi Gucci. Chị Thanh Vân ơi, bốn đôi Gucci hôm trước hôm qua mới đi. Đôi hôm qua thì hôm nay đi ạ. Hôm nay đi nhá chị Thanh Vân nhá. Rồi. Ok. Lên một mã tiếp ạ. À, Lý Hương lấy 36. Đưa 36 đây. Đấy, 36 đây. Lý Hương này. 0935685034. Ok. A3 chị Tạ Tâm Dương lấy A3 size 38. Tâm Dương, cho em một tí nhé các chị yêu nhá. Tâm Dương 0947164.